Rồi chào bà con nghe, hôm nay về bổ ca sườn ca 700 nè con. Ồ đẹp miếng nách nè, hôm nay cầm taxi tay số nhắn tươi nè con. Đẹp ca 700 nha. Quá đẹp luôn nè. Ồ đẹp tàn nhẵn không? Lóc ác còn xanh dờn luôn, tay cầm còn trắng tươi luôn. Quá đẹp rồi con ơi. Chữ bổng đồ con luôn nè không? Đem bổng đồ con luôn. Ca 700. Quá đẹp luôn. Ồ còn thêm bổng luôn nha con. Quá đẹp luôn nè. Thấy mấy con nào đẹp lắm rồi con. Ca 700. Quá đẹp. Xài kiểu gì mà con, bảy màu luôn nè, ốc thác mới chát nè, không? Số còn nguyên nhẹ nhàng luôn rồi con, không? Ca 700. Ồ đẹp. Lưỡi bổng là khỏi chê rồi, đây. Rồi bà con nào có nhu cầu luôn nha, 0886356707. Quá đẹp bà con ơi. Con này là đẹp hết chỗ chê rồi. Quá đẹp luôn. Mới về rồi con. KU72, KU62 có đầy đủ luôn nè. Chưa chùi rửa nha. Chưa chùi rửa mà đẹp với con. Để chùi rửa đẹp cỡ nào nữa không. Một chiếc toàn K700 nè. Lóc rồi xanh dờn rồi con. Quá đẹp. Lóc ác khỏi chê luôn. Quá đẹp. K700. Quan trọng là con ít xài tay cầm taxi này trắng tươi ít xài nè ha. Số bổng là 6 số luôn nè. Đầy đủ đồ nha. Ủa, trắng dữ. K700. Rồi bà con nào có nhu cầu luôn nha, 0886356707. Quá đẹp. Ôi, có những số tay xăng mới về nè. Quá đẹp. Đây thì thứ mới về đây. Đây có con mô tô luôn nè, mô tô địa hình luôn nè. Đây còn có lo kèn luôn nè. Ồ có lo luôn nè. Lo đèn luôn nè con, ghê không? Đẹp ha. Ủa đi. Rồi bà con là có nhu cầu luôn nha, 0886356707. K700 là nhức nách rồi con ơi.